khui cái khoản thưởng các bạn nha. Thì cho bạn coi cái lương nè, có cái động lực cũng như là có cái tinh thần chuẩn bị trước trước khi mà chúng ta vô cái tập đoàn này. Chi tiết lương đây, đây mình xem trên điện thoại ha. Nó hơi chậm hơn so với cái máy tính các bạn ạ. Đây là tháng 5, bây giờ là tháng 6 các bạn ha, tháng 5 bây giờ là tháng 6, thì tháng 5 rồi cày nè, cày 310 nữa mà, 310 giờ công đây đây đấy, 310 giờ công. Mà mình nói thiệt là con số là cũng phải trên, làm trong môi trường này là con số mà cái giờ công này là phải ít nhất thì cũng phải cộng 40 tiếng thêm các bạn, mình phải cộng 40 tiếng thêm rồi tổng thu nhập trong tháng nữa mà. 8 triệu 9 là thưởng tháng trước nè, 2 triệu 7 đây, tổng thu nhập đây trong tháng đang số này đây gần 9 triệu ha. Đó là tính luôn cái tiền thưởng tháng này các bạn ha. Tổng chuyển khoản nè, tổng chuyển khoản là 5 triệu mấy, mới ra rồi thưởng mình là 3 triệu 7 nữa, là 9 triệu, cho 9 triệu đi các bạn ha, 3 7 5 7, 3 7 5 7. Rồi bây giờ cày chạy ra cấp giấy quay mấy video cạo gió vậy các bạn thấy à. Bạn nào thì nói chung làm trong đây mà muốn đủ sức khỏe thì những cái nước mà làm trong về ngủ mới có sức khỏe thôi, còn ngoài ra làm việc riêng thì không bao giờ đủ sức khỏe đâu. Giống như mình rồi mình vừa làm mình up YouTube chơi rồi mình còn hoạt động mạng xã hội nữa, nên cái thời gian mình ngủ chừng 4-5 tiếng là dữ lắm. Mà nói chung có thời gian làm ca ngắn đó, thì mình cũng phải ngủ bù các bạn ha, chứ không thôi chết à, chết thiệt chứ không giỡn đâu. Làm trong đây mà chỉ thiếu ngủ thôi chứ không thiếu tiền. Tháng trước có 200 giờ công, tổng lương là 4 triệu 6 nè, còn thưởng nè, tổng thu nhập tháng nè là 7 triệu 9. Cái đó tính thuế mà nha, trừ thuế 400 mấy nè, thuế nè gần 500 nghìn tiền thuế nữa nè, là đi đều mỗi tháng đó, ký hợp đồng rồi chúng ta bị trừ đều đều 400 mấy là 500 nghìn tiền thuế. Nó có mấy cái mức thuế rõ ràng chi tiết ở đây các bạn ha. Đó. Các bạn nào làm lâu chúng ta gán hơn 18 tháng để chúng ta có cái tiền bảo hiểm xã hội. Rồi. Là cái mục lương nữa. Mình sẽ chèn cái link bên dưới là có cái đợt mình lãnh đây tháng 3 lãnh đợt Tết nè, tháng 3 242, tháng này lãnh cái 4,3. Tháng trước là lãnh ít, lương ít hơn. Rồi mình cho tháng 2 coi. Cái tháng Tết đó, lãnh tiền của năm. Này có 3 triệu mấy nè. Tháng 1 hả ta? Lần 6 tháng 1 thôi, 4 triệu 9 nè các bạn, tổng thu nhập thuế nè các bạn ha. Đây đây cái tháng này là tháng tiền thưởng nè,
tiền gửi nè, đó 19 triệu mấy nè, đó lương của tháng đó đây, mang lại khoản tạm giữ trong thưởng cuối năm 2018. Bạn nào mà không rành thì nhìn mấy con số này rối luôn, nói thiệt chứ mày chơi. Rồi cày nó là cày như trâu, cày như trâu luôn mà đúng nghĩa luôn nha, cày như con trâu. Đây còn 6 triệu mấy, đây 6 triệu mấy trong cái khoản tin nhắn có gửi đây thông báo à. Coi cái gần nhất các bạn ha, đây chỉ số luôn đây, cái này này cộng 500 nè, à, 500.000 nè, 19 cách đây 3 hôm ha, 500.000 này là tiền du lịch các bạn ha, du lịch công ty gửi nè, là mà tour 800 là du lịch vô Bách Hóa Xanh, sinh nhật mừng sinh nhật công ty nha. Rồi, công ty cho 500. Rồi đây cái gần nhất đây 20 tháng 6 đây đó, lương hưởng các bạn ha, 3 triệu 7 63 ngàn đó, là do tháng rồi thiếu người nè nên cái việc nó nhiều nên cái số tiền doanh thu nó cao, rồi chia người ít nên cái tiền thưởng nó mới nhiều như vậy. Các bạn nghĩ thì mỗi ngày đều đều khoảng doanh thu 50 50 tỷ rưỡi, nếu chưa đều khoảng 50 triệu các bạn ha, 50 cho tới 55 triệu thì cái sai tỷ rưỡi cho tới tỷ rưỡi 50, nói chung là tỷ rưỡi tới tỷ 6 đi, ít gì các bạn cũng khoảng 12 người và tính nhân viên trưởng ca, mà ở đây mình có 9 người tính luôn chú bộ về là mùi thiếu 2 người các bạn ha, nên rất là mệt, thành ra mới có mức lương này. Rồi, xin chào các bạn ha.